Thúy Nha và Khả Anh cảm ơn quý vị khán giả vẫn đang theo dõi chương trình tin tức thời sự buổi tối của đài IBC TV và Tổng thống Putin đã đến thăm hiện trường hai vụ nổ bom ở Volgograd. Tổng thống Nga Putin đã đến thăm thành phố Volgograd, nơi xảy ra hai vụ nổ bom vào hôm Chủ nhật và thứ Hai, đã giết chết 34 người. Ông Putin ngày hôm nay đã đặt vòng hoa tại một trong những địa điểm bị đánh bom và đến thăm những người sống sót tại một bệnh viện ở thành phố này. Trước khi họp với các giới chức của Bộ Nội vụ và Cục An ninh Liên bang, ông Putin đã nói rằng không có điều gì có thể biện minh cho những hành vi tội phạm nhắm vào thường dân, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ. Trong vụ tấn công vào hôm thứ Hai, một quả bom đã phá tung một chiếc xe buýt và giết chết 16 người và gây thương tích cho 30 người khác. Một ngày trước đó, thì một kẻ nổ bom tự sát đánh bom tại cổng của trạm xe lửa chính của thành phố và đã giết chết 18 người. Trong diễn văn vào hôm thứ Ba, ông Putin thề hứa chống lại những phần tử khủng bố cho tới khi bọn chúng bị tiêu diệt hoàn toàn. Ông nói rằng dân Nga luôn luôn đoàn kết và gắn bó với nhau mỗi khi đất nước đối mặt với thử thách. Một phát ngôn viên của cơ quan điều tra Liên bang Nga đã nói rằng quả bom trong vụ nổ vào hôm thứ Hai tương tự như quả bom được dùng ở trong vụ tấn công vào hôm Chủ nhật, và điều này đã cho thấy hai vụ tấn công có thể dính líu với nhau. Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện hai vụ tấn công. Những vụ tấn công xảy ra chỉ vài tuần trước khi Olympic mùa đông khai mạc ở Sochi, cách Volgograd chừng 650 km về hướng Tây Nam. Trước đây, những phần tử Hồi giáo hiếu chiến đã đe dọa tấn công thường dân và phá hoại các trận tranh tài của Olympic mùa đông. Và phong trào đấu tranh nhân quyền bắt đầu lan rộng vào năm 2013 tại Việt Nam. Thưa quý vị, theo bản tin từ đài RFI Việt ngữ, với hàng loạt tổ chức hiệp hội mạng lưới diễn đàn ra đời, phong trào góp ý hiến pháp có lẽ chưa bao giờ phong trào đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ lan rộng như trong năm 2013. Thí dụ như việc bất chấp lời kêu gọi khẩn thiết của giới nhân sĩ trí thức, thì những đại biểu Quốc hội Việt Nam vẫn thông qua bản hiến pháp sửa đổi vào ngày 28 tháng 11, 2013. Ngay ngày hôm sau, thì ngày 29, thì nhóm 72 nhân sĩ trí thức ra tuyên đối phản đối bản hiến pháp. Theo nhóm này, do hiến pháp này không thực sự là hiến pháp của người dân, cho nên người dân có thể sử dụng quyền bất tuân dân sự của mình. Vào tháng 7 vừa qua, thì có khoảng hơn 100 blogger tại Việt Nam ký tên vào tuyên bố 258, đòi chính quyền Cộng sản Hà Nội phải sửa đổi pháp luật. Tuyên bố 258 coi như khai sinh cho mạng lưới blogger của Việt Nam chính thức ra mắt đúng vào ngày quốc tế nhân quyền là ngày 10 tháng 12. Ngày 13 tháng 11 năm 2013, thì lần đầu tiên Việt Nam đã trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2014 và 2016. Trong năm 2013, toàn dân Việt Nam có cơ hội nâng cao ý thức về nhân quyền qua việc trao đổi và đấu tranh vì nhân quyền tại Việt Nam một cách công khai, nhằm yêu cầu và khuyến khích nhà nước của họ tôn trọng và đẩy mạnh những quyền con người mà nhà nước Cộng sản Việt Nam đã ký kết. Quan trọng hơn cả là trong năm 2013, Việt Nam phát triển diễn đàn hồi luận công khai về những vấn đề chính trị, xã hội, kinh tế mà không có ở Việt Nam trong suốt một thời gian rất lâu. Và số lượng du học sinh Việt Nam tại nước Nga tiếp tục tăng. Theo đài tiếng nói của nước Nga cho biết thì hiện có khoảng 6.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại nước Nga. Trong đó có khoảng 2.000 sinh viên theo diện Hiệp định Liên Chính phủ giữa hai quốc gia với kinh phí đào tạo và nhà ở do Chính phủ Cộng sản Việt Nam chi trả. Tuy nhiên, số lượng này được dự đoán sẽ tăng lên nhiều lần trong thời gian sắp tới do chuyến thăm Việt Nam mới đây của Tổng thống nước Nga Putin. Hai nước đã ký kết thỏa thuận mới về việc hợp tác đào tạo sinh viên. Sinh viên Việt Nam được theo học tại 6 trường đại học của nước Nga với hạn ngạch đào tạo nhiều hy vọng sẽ tăng từ mức 500 suất hiện lên khoảng 1.000 suất mỗi năm trong tổng số 15.000 suất học bổng mà chính phủ Nga cấp cho sinh viên nước ngoài. Hiện nhiều sinh viên Việt Nam đang theo học tại các chuyên ngành tại các trường đại học khác nhau của nước Nga. Và theo thống kê cho biết, chỉ tính riêng tại trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Tula đã có khoảng 180 sinh viên và nghiên cứu sinh viên Việt Nam theo học, đứng đầu trong số 55 quốc gia có sinh viên theo học tại trường này. Và trong đó chỉ có 20 sinh viên học theo diện là tự túc và số còn lại là theo diện Hiệp định Liên Chính phủ giữa hai quốc gia. Các chuyên gia giáo dục tại nước Nga đều có chung đánh giá là các sinh viên Việt Nam có nền tảng kiến thức căn bản và chuyên cần trong học tập, đồng thời tham gia tích cực vào các hoạt động thể thao và nghệ thuật của trường. Và nhiều sinh viên Việt Nam đã đạt được các giải thưởng trong các cuộc thi Olympic thành phố hoặc toàn nước Nga trong các lĩnh vực như vật lý, hóa học, toán học và tin học. Và dự kiến trong những năm sắp tới sẽ có những thay đổi đáng kể trong quy định tuyển sinh
viên người nước ngoài nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng vào học tại các trường đại học của nước Nga do việc tăng cường vai trò của cơ quan liên bang về hợp tác quốc tế và sự chủ động chính của các trường đại học. Nhưng số lượng du học sinh Việt Nam tại Nga được dự đoán sẽ ngày càng đông hơn. Và một bản tin đến từ nước Đức đã cho thấy hàng ngàn người tham gia chạy bộ hàng năm tại Berlin. Hơn 4.000 người đã tham gia chạy bộ xung quanh cổng Brandenburg tại Berlin. Không cần phải ghi danh hay bất cứ một lệ phí nào để có thể tham gia vào chạy bộ. Thay vào đó, những người tham gia có thể đóng góp trợ giúp cho UNICEF. Sự kiện này được tổ chức bởi câu lạc bộ thể thao Berlin Charlottenburg. Sự kiện bắt đầu từ buổi trưa và người tham gia chạy một mạch 4 cây số từ cổng Brandenburg, nổi tiếng của Berlin, xuống đại lộ Unter den Linden, sau đó thì đến nhà thờ Berlin và ngược lại. Vận động viên Klaus Korel và Beth Ritter cho biết rằng đây là một sự khởi đầu tuyệt vời cho năm nay. Không phải ai cũng có thể hoàn thành đoạn đường chạy bộ một cách dễ dàng vì một số người tham gia còn bị ảnh hưởng bởi đêm giao thừa chào đón 2014 hôm trước. Đám đông những người ủng hộ đã cổ vũ cho những người tham gia tại vạch đích. Mọi người đều được nhận một giấy chứng nhận và ly trà nóng làm ấm cơ thể trong cái lạnh 5 độ C tại Berlin. Wow, 5 độ C rất là lạnh đấy nha. Nhưng mà sau khi qua mốc chạy bộ thì cũng thấy là ấm áp lên, yeah. Đặc biệt là tới đích còn được một ly trà nóng. Nhưng mà rất là mệt, tại vì trước đó thì đều nhận thừa ai cũng thích để mà welcome New Year năm 2014 và sau đó đi chạy rất là mệt đó. Nhưng mà tức là thấy là vui nha. Vui quên mệt không? Dạ, yeah. Đôi lúc mình thấy trong một cái không khí mà vui nhộn, đám đông á, yeah. Thì tự nhiên mình cũng cảm thấy nó không khí nó vui lên. Và ai cũng mong muốn đến mặt đích và đi cùng nhau. Không có phải là giống như phải chài nước rút như là phải thi đấu này kia dữ dội, yeah, cho nên tinh thần cũng tương đối thoải mái hơn. Dạ, yeah, và có thể nói rằng ở bên châu Âu, Tây Ban Nha rất là nhiều những cái hoạt động chào mừng năm mới rất là khác, yeah, so với châu Á của mình. Dạ, yeah, mỗi nơi có một đặc trưng riêng. Và sắp tới chúng ta cũng đón một giao thừa năm Giáp Ngọ cũng rất là tưng bừng náo nhiệt tại Á, wow, Châu. Dạ, yeah, đúng rồi. Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin tổng hợp tối hôm nay của ABC TV cùng với sự trình bày của Khải Anh và Tuyết Nha. Chúng tôi rất cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Và Tuyết Nha và Khải Anh kính chúc cho quý vị có một buổi tối thật vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này ngày mai. Trân trọng kính chào.